Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về thôn Văn Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Cùng anh em trong làng cây, trong và ngoài khu vực của Tiên Du đến thăm không gian vườn cảnh Đồng Thuận. Và khi mới tiếp xúc trước cái cánh cổng của gia đình, thấp thoáng bóng những cái tác phẩm cây cảnh và hàng chum, hàng cau và nếp nhà, tôi lại có cái cảm giác như là một cái hình ảnh của một cái khung cảnh cái sân chơi ngày xưa. Đấy, như là kiểu như là cụ Chánh Lý Tổng mọi ngày. Đấy. Chúng ta nhìn thấy đi. Đấy, cái dạng cau này. Nhà gỗ, nhà cổ này, sân chơi này, những cái chum kiệu rất lớn này. Vâng, xin chào các bác các anh nhá. Mà bây giờ đi vào đây cứ cảm tưởng như là đi vào gia đình nhà một ông lý trưởng hay sao các bác ạ? Đúng không bác? Bác có cảm tưởng thế không? Từ nếp nhà rồi từ những cái trang trí chum rồi bể đá này, rồi chơi những cái bộ cặp tùng rất đẹp này. Đấy, một cái khuôn viên đúng là lý tưởng. Anh này chơi là độc lạ. Độc lạ, vâng. Ý tưởng của anh như này là có những cái chậu đá. Và tuốt lá phô rằm trời đẹp quá nhỉ. Cái này là mới đưa lên cái bể này. Đấy, cháu mới mang lên cho nên chậu được 2 ngày. À, vừa được 2 ngày. Mà vừa mua được 4 ngày. À. Thế là bao nhiêu? Mua thì rẻ. Mua rồi về mình chỉnh trang lại, rồi làm thêm 1-2 năm nữa, bỏ thêm cái công sức chất xám vào đây nữa. Mà mình vẽ cây theo lối chơi của mình. Thì lúc ấy nó nảy lên mà lại lên một cái bộ kỷ và chậu bể đẹp nữa. Thì là nó nảy lên, nó lên tiền ngay mà. Vào đây uống nước anh ơi. Vâng, đẹp quá này. Không gian rất tuyệt vời. Không gian và bài trí bố trí. Vâng, và chúng ta đi ngắm hết một lượt những cái dãy cây chính ở phía trong kìa. Ngoài này là cái dãy cây mà anh đang tạo tác tiếp. Đó là phôi. Gồm có phôi xanh này, phôi si này. Tất cả những cây này là sau trở thành những cây lên tiền đấy, toàn những cây lùn lực đẹp này, cốt rất tuyệt vời luôn này các bác. Không phải nói là anh Đồng này anh chọn cái phôi nào tuyển về đây cũng đều là đây, để cây này còn thiếu mỗi quả phúc nữa là xong, rụt rịt lại đẹp không, rất rụt rịt. Đây cây này thế này, cây này đồ chơi quá đẹp luôn, quá kỹ. Làm nổi nốt cái bông lên, cái lượng răm lên nữa là hoàn toàn cắt giật hết. Thì chúng ta nhìn thấy anh cắt truyền này. Có một đoạn khoảng độ 5 cm mà bao nhiêu nhát cắt này. Đấy. Không dùng dây uốn, chỉ có cắt truyền. Nó lâu nhưng mà đến lúc nó côn đẹp. Và đây là tác phẩm si. Và chúng ta đến tham quan vườn anh Đồng Thuận ở thôn Văn Trung, xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh qua số điện thoại là 0985 726 366.
lọc những cái phôi kỹ thật đấy. Chậu tàu đẹp luôn rồi. Đây, cái phôi này mới thích. Trực ngũ phúc. Nó như thế này, mà cái bệ nó như này rồi. Những cái bệ này giờ sờ vào này tương đối nhiều tiền đấy các anh ạ. Đây là cái phôi xi. Rồi uống đi, tôi quay mấy phút nữa xong tôi vào. Đưa qua hết cái góc này của anh ấy. Vâng. À, bên cạnh nếp nhà cổ thì anh có làm một gian. Ở phía dưới là để xe, phía trên là ngủ. Lần trước tôi đến thì tôi có vào trong nhà rồi, tôi quay cả trong nội thất xong. Cái đồ nội thất của anh rất đẹp. Căn nhà gỗ. Rồi, lấy cái kiểu ảnh này đẹp này. Kiểu ảnh này nó như là ảnh của một gia đình lý tưởng. Đẹp quá nhỉ. Lần trước tôi lên tôi nhớ là cây mộc này nó cần hoa vàng này, cái mùa hoa mộc nở màu vàng, nhưng mà hôm nay lên thì không có hoa, nó chưa đến lúc có hoa. Vâng, ui giời, cây kiệu to thế. Sân không gian rộng quá nhỉ, sân rất là thoải mái chơi. Hệ phía ngoài đây là hàng mini này. Đấy, thấp thoáng bóng cau. Vâng, hai bên là hai cây xanh chơi theo lối cổ. Hai chậu xanh đối hai bên. Cũng sưu tập được nhiều bể đá đẹp. Và đây là một cây si.
Vâng, trời nắng ngắm cây trước một cái không gian nhà cổ đẹp như thế này, hay quá. Chúng ta xem cái bể, chơi bể, chơi chậu đá và thay những cái đôn bằng những cái cối đá. Đấy, chậu đá lục giác này, bát giác, cái này là bát giác. Và trong này những cái bể đá nhỏ. Đấy, tôi đưa thêm cái hình ảnh của một số những cái bể. Vâng, với hình ảnh chúng ta đã được quan sát tổng thể cái chi tiết và những cái điểm nhấn về cái đam mê của anh nhà vườn Đồng Thuận, thôn Vân Trung, xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh. Và đến giờ phút này Lũ Sinh cũng xin dừng hình ở đây, chia tay với thôn Vân Trung, Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh để di chuyển tiếp đến một số những cái cơ sở tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.